Xin chào cả nhà, thì hôm nay Honey mới vừa đi chợ mua về được 1kg giò nè. À không, cái giò này phải là 1.4kg luôn á. Tại đi ra thấy cái giò ngon quá cho nên mua về á. Nó tầm khoảng 1.4kg luôn nè cả nhà. Nhìn cái giò này rất là ngon nha. Nhưng mà cái giò heo á thì như cả nhà mình đã biết á, thì cái chân của con heo mà nó đi khắp nơi á thì dĩ nhiên là rất là dơ rồi. Cho nên á, cái việc là để mà xử lý cho nó sạch là một chuyện, không hôi nữa. Ngoài cái việc không hôi thì nó phải sạch sẽ nữa nha cả nhà. Thì có rất là nhiều cách, nhưng mà một cách đơn giản nhất á thì Honey sẽ giới thiệu cho cả nhà mình nha. Thì trước tiên á là giò heo mình mua về mình sẽ rửa sạch qua cái phần nước lạnh trước đã. Sau đó là chúng ta sẽ cho vào đó một ít là muối nè. Rồi chỉ là cho muối vào là được nha cả nhà. Tại vì mục đích của mình á là làm sạch cái giò heo này nè. Nó vốn dĩ nó rất là dơ rồi. Thì cả nhà mình cũng nhớ đó là khi mà mình xử lý rau hay cái gì đó mà mua về mà gọi mà là để không có bị thuốc gì đó thì chúng ta cũng ngâm qua nước muối đó đúng không? Cho nên là cái muối là coi như là một cái đặc trị ha, nó sẽ làm sạch mọi thứ ha. Thì bây giờ là Honey sẽ bỏ muối vào, cho muối vào rồi cho nước vào sắp sắp cái mặt của giò heo nè. Thì cái này tại ở nhà có sẵn miếng hành cho nên là cho vào thôi để khử mùi thôi, chứ thật sự không cần cũng không có sao hết trơn á. Đó thì mình nấu lên cho nó sôi bùng lên một lần rồi mình trộn lên nè. Tại vì là nay nhà tiết kiệm nước quá, cho nước ít quá cho nên nó không có ngập á, chưa ngập cái những cái giò heo bên trên á, cho nên là Honey mới là trộn nó cho nó là nó đi xuống dưới một chút để cho nó thấm đều á. Thì chúng ta chỉ cần là gọi là cái này mình chỉ gọi là luộc sơ qua thôi ha, nó giống như là trần sơ á. Thì thay vì là mình sẽ nấu một ít nước sôi nè, rồi mình chế vô, nhưng mà nó không có đủ độ bằng cái việc mình bắt lên bếp nấu cho nó sôi bùng lên ha. Thì vừa sôi bùng lên xong á thì bây giờ mình bắt ra ngoài và mình rửa lại bằng nước lạnh nè. Đó cả nhà thấy không? Thì khi mình rửa lại như vậy á thì cái thịt của cái giò heo á nó cũng sẽ sạch sẽ hơn nữa nè. Nhìn nó rất là sạch luôn, màu nó trắng tươi luôn rồi nè cả nhà. Đó thì khi mà cả nhà xử lý mà chế biến mà giò heo thì nhớ làm cách này giống với Honey nha. Rồi xin chào cả nhà.